Bộ trưởng Công an, cần thiết bổ sung súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng. Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, tình trạng sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm như vũ khí quân dụng. Tiếp tục phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, sáng ngày 2 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sửa đổi. Bộ trưởng Công an đã nói về việc cần thiết bổ sung súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết qua gần 6 năm tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, được bổ sung, sửa đổi năm 2019, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện luật đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, vướng mắc, như thực tế hiện nay tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc, nhọn có tính sát thương cao, gây án với tính chất rất manh động, gây bức xúc dư luận xã hội. Tuy nhiên, không xử lý được đối tượng về hành vi tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí vì trong luật hiện hành không quy định dao là vũ khí. Bên cạnh đó, tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm như vũ khí quân dụng. Nhưng theo quy định của luật hiện hành thì súng tự chế, vũ khí thô sơ không thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng. Dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ. Khi đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng nhằm mục đích điều chỉnh nhận thức, hành vi của đối tượng, giảm nguồn tội phạm. Bên cạnh đó, thực tế hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài có nhu cầu cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, trong nước. Tuy nhiên, luật hiện hành quy định nghiêm cấm cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Vì vậy, để tận dụng nguồn lực từ nước ngoài thì cần thiết phải bổ sung quy định cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước được tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.